Dear Diary, 1, Dear Diary, First of all, give me some seconds, as I want to type in today's date, it is impossible without looking at the bottom right corner of my computer screen. February 7, 2021. I'm sure tomorrow, I'll be doing the same thing. And the day after tomorrow, and so on. It has become a tough task to remember the date every day, now, I'll make a mental list of my news. And you know what? There aren't any. Because the days are without surprises, neither good, nor bad. Without excitement. Uneventful days, today my day was like all the other days, cooking, some shopping, some cleaning, and TV. And that is because every day is like the previous day. The same routine. With the same order. Almost at the same time, the news on TV has become predictable, x deaths, x confirmed cases, x people in ICU. The coronavirus has been hitting the world hard, and nothing seems to be able to prevent it. Except for vaccination. Things will get better when we achieve herd immunity. But it will take some time. So they say, but, I have an important announcement to make, my dearest. I will never stop smiling, no matter what. Being a fighter is what I've learned well in life. And what better weapon than a smile? I know. It won't be easy. But at least I will try, let me give you some examples. Cooking? There's a wide variety of foods to surprise even the fussiest eater. I use my imagination and I cook with a smile, proud of my accomplishment. Shopping? A chance, under these circumstances. To go out and have some fun. Again, with a smile. Cleaning? Home, our sweet home, should be kept clean and tidy. Why without a smile? As for TV, the news is most of the times unbearably distressing. I always sympathize with people in pain and misfortune. Being sullen won't help them either. I will keep my chin up and smile again, I find pleasure in doing simple things in new, imaginative ways. It gives my life meaning and makes me feel productive. But, still, something's missing from my life. I want to find that missing piece of my life's puzzle, too, dear diary. Let me check the bottom right corner of my computer first, March 9, 2021. How time flies. It seems like only yesterday we were all out of our homes, freely working, shopping, having fun, but no no, I refuse to let such thoughts get me down, by no means. On the contrary, I try to improvise and enrich my days with reading and music. I have come to the conclusion that the upheaval we're all experiencing has come for one particular reason. To make us better people. To give us the chance to turn inwards, to introspect and retrospect, realize our inadequacies and faults and make efforts to ameliorate them. Speaking for myself, I now have the time to do things that were a luxury before, relax at home, enjoy a good movie, read a good book, or listen to music. Within the walls of my apartment I live thousands of lives visit thousands of places, meet thousands of people. And, indeed, my confidence has been boosted, I feel rejuvenated. Reborn. Within the walls of my apartment I have risen from my ashes, like a phoenix. And I think to myself no, I don't want it to end, I feel like Icarus. I've just constructed my wings and I'm ready to fly. Maybe not too close to the sun and not too close to the sea, but definitely somewhere in the middle. I'm open to new experiences, willing to let the masters of art guide me to the light, I know we aren't all in the same boat. I know there are people who experience illness, loss and death. My soul bleeds at the thought of them. And I can't help but fear I may be the next. But I refuse to let fear consume me. I will carry on for them and for myself. Till the end, whatever that is, 3, dear diary. I still always check the bottom right corner of my computer for the date. It has almost become a habit for me since I still can't make it on my own. May 20th, 2021. Things are looking up, my dearest. Specialists say the end of the pandemic isn't far away. The return to normalcy is near. But I'm afraid this normalcy won't be the same as before. I feel there will always be suspicion and doubt as regards the return of the virus or the appearance of a new one. As for me, I have learned to lead a completely different life. I feel I lived in the shallows before, now I'm in the deep. I have read literature, poetry, and a little philosophy. My new friends, the authors and heroes of the books have helped me and taught me to judge, to critique, and to question, maybe on a small scale. But I don't, and won't lose heart. I was blind, and now I see. I see the meaning of the world, the stars, the sun and the moon the meaning of life and death the difference between wisdom and ignorance ignorance may be bliss but knowledge is power please don't misunderstand me my dearest i haven't become snobbish or arrogant not in the slightest but allow me to feel a little proud of myself and of my achievement of my ability to see the light i n nhật ký thân 1 nhật ký thân yêu trước hết hãy cho tôi vài giây vì tôi muốn nhập ngày hôm nay, không thể không nhìn vào góc dưới cùng bên phải của màn hình máy tính của tôi. Ngày 7 tháng 2 năm 2021, tôi chắc chắn rằng ngày mai tôi sẽ làm điều tương tự. Và ngày kia, vờ vờ. Nó đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn để nhớ ngày mỗi ngày, bây giờ, tôi sẽ lên danh sách tin tức của mình. Và bạn biết những gì? Không có bất kỳ. Bởi vì những ngày không có bất ngờ, không tốt cũng không xấu nếu không có sự phấn khích. Những ngày không bình thường, hôm nay ngày của tôi cũng giống như tất cả những ngày khác, nấu ăn, mua sắm, dọn dẹp và xem TV. Và đó là bởi vì ngày nào cũng giống như ngày trước. Cùng một thói quen. Với cùng một đơn hàng. Gần như cùng một lúc, tin tức trên TV đã trở nên dễ đoán. Ít tử vong, ít trường hợp xác nhận, ít người trong ICU, virus coronavirus đã và đang tấn công thế giới một cách mạnh mẽ và dường như không có gì có thể ngăn chặn được nó ngoại trừ việc tiêm phòng mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng ta đạt được khả năng miễn dịch bầy đàn nhưng nó sẽ mất một thời gian vì vậy họ nói nhưng tôi có một thông báo quan trọng phải làm người thân yêu nhất của tôi tôi sẽ không bao giờ ngừng mỉm cười cho dù có chuyện gì đi chăng nữa Trở thành một chiến binh là điều tôi đã học rất tốt trong cuộc sống. Và còn vũ khí nào tốt hơn một nụ cười? Tôi biết nó sẽ không dễ dàng. Nhưng ít nhất tôi sẽ cố gắng, hãy để tôi cung cấp cho bạn một số ví dụ. Nấu nướng. Có rất nhiều loại thực phẩm để làm ngạc nhiên ngay cả những người ăn khó tính nhất. Tôi sử dụng trí tưởng tượng của mình và tôi nấu ăn với một nụ cười, tự hào về thành tích của mình. Mua sắm. Một cơ hội trong những hoàn cảnh này để đi ra ngoài và vui chơi một lần nữa với một nụ cười làm sạch ngôi nhà ngôi nhà thân yêu của chúng ta nên được giữ sạch sẽ và ngăn nắp tại sao không có một nụ cười còn đối với tivi phần lớn tin tức đều khiến người ta đau khổ không thể chịu nổi tôi luôn đồng cảm với những người đau đớn bất hạnh việc ủ rũ cũng không giúp ích được gì cho họ Tôi sẽ ngẩng cao đầu và cười trở lại, tôi tìm thấy niềm vui khi làm những việc đơn giản theo những cách mới mẻ, giàu trí tưởng tượng. Nó mang lại cho cuộc sống của tôi ý nghĩa và làm cho tôi cảm thấy hiệu quả. Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của tôi. Tôi muốn tìm mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình. Hai, nhật ký thân yêu, trước tiên, hãy để tôi kiểm tra góc dưới cùng bên phải của máy tính, ngày 9 tháng 3 năm 2021 thời gian trôi nhanh dường như chỉ có ngày hôm qua chúng tôi mới được ra khỏi nhà tự do làm việc mua sắm vui chơi nhưng không không tôi từ chối để những suy nghĩ đó làm tôi thất vọng hoàn toàn không ngược lại tôi cố gắng ứng biến và làm phong phú những ngày của mình với việc đọc sách và âm nhạc tôi đã đi đến kết luận rằng sự biến động mà tất cả chúng ta đang trải qua đều vì một lý do cụ thể để biến chúng ta thành những người tốt hơn cho chúng ta cơ hội để hướng nội, nhìn lại nội tâm và nhìn lại, nhận ra những thiếu sót và lỗi lầm của bản thân và nỗ lực cải thiện chúng. Nói cho bản thân mình, bây giờ tôi có thời gian để làm những việc mà trước đây là xa xỉ, thư giãn ở nhà, thưởng thức một bộ phim hay, đọc một cuốn sách hay, hoặc nghe nhạc. Trong những bức tường trong căn hộ của tôi, tôi sống hàng nghìn đời, đi thăm hàng nghìn nơi, gặp gỡ hàng nghìn người. Và, thực sự sự tự tin của tôi đã được tăng cường tôi cảm thấy được trẻ hóa tái sinh trong những bức tường trong căn hộ của tôi tôi đã sống lại từ đống tro tàn của mình giống như một con phượng hoàng và tôi tự nghĩ không tôi không muốn nó kết thúc tôi cảm thấy giống như icarus tôi vừa mới tạo ra đôi cánh của mình và tôi đã sẵn sàng bay có thể không quá gần mặt trời và không quá gần biển nhưng chắc chắn là một nơi nào đó ở giữa tôi sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới sẵn sàng để những bậc thầy về nghệ thuật hướng dẫn tôi đến với ánh sáng tôi biết không phải tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền tôi biết có những người trải qua bệnh tật mất mát và cái chết linh hồn tôi rỉ máu khi nghĩ đến chúng và tôi không thể không lo sợ mình có thể là người tiếp theo nhưng tôi từ chối để nỗi sợ hãi tiêu diệt mình tôi sẽ tiếp tục cho họ và cho chính mình cho đến khi kết thúc, bất kể đó là gì, ba, nhật ký thân yêu, tôi vẫn luôn kiểm tra ngày tháng ở góc dưới bên phải của máy tính, nó gần như đã trở thành một thói quen đối với tôi, vì tôi vẫn chưa thể tự làm được. Ngày 20 tháng 5 năm 2021, mọi thứ đang tìm kiếm, người thân yêu của tôi. Các chuyên gia cho biết sự kết thúc của đại dịch không còn xa. Sự trở lại bình thường đã gần kề nhưng tôi e rằng bình thường này sẽ không giống như trước đây tôi cảm thấy sẽ luôn có sự nghi ngờ và nghi ngờ về sự trở lại của virus hoặc sự xuất hiện của một virus mới còn tôi tôi đã học cách sống một cuộc sống hoàn toàn khác tôi cảm thấy trước đây tôi đã sống ở vùng cạn bây giờ tôi đang ở dưới vực sâu tôi đã đọc văn học thơ ca và một chút triết học những người bạn mới của tôi tác giả và anh hùng của những cuốn sách đã giúp tôi và dạy tôi đánh giá bình và đặt câu hỏi có thể ở quy mô nhỏ nhưng tôi không và sẽ không mất lòng tôi đã bị mù và bây giờ tôi nhìn thấy tôi thấy ý nghĩa của thế giới các vì sao mặt trời và mặt trăng ý nghĩa của sự sống và cái chết sự khác biệt giữa sự không ngoan và sự ngu dốt sự ngu dốt có thể là niềm hạnh phúc nhưng kiến thức là sức mạnh xin đừng hiểu lầm tôi người thân yêu nhất của tôi tôi không hề trở nên hợm hĩnh hay kiêu ngạo dù là nhỏ nhất nhưng hãy cho phép tôi cảm thấy một chút tự hào về bản thân và thành tích của tôi về khả năng nhìn thấy ánh sáng của tôi Trong...